ông Cao Văn Sang, giám đốc bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 31 tháng 7 thì tổng nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2.400 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Phía bảo hiểm xã hội thành phố cho biết sẽ kiện ra tòa dân sự đối với các doanh nghiệp nợ và trốn đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, công tác này còn bị gián đoạn bởi thời gian thủ lý kéo dài. Nhiều đơn khởi kiện nộp từ cuối năm 2014 nhưng đến nay mới trong quá trình tố tụng chưa xử lý. Thêm nữa là phía doanh nghiệp không chịu chấp hành, từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội đã tiến hành khởi kiện 653 đơn vị với tổng nợ trên 236 tỷ đồng, nhưng chỉ thu hồi được hơn 71 tỷ đồng, tức khoảng 30%. Trước đó, trong năm 2014, ngành Bảo hiểm xã hội cũng đã khởi kiện trên 1.700 đơn vị doanh nghiệp với tổng số nợ gần 840 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngành mới chỉ khắc phục được khoảng 56% số nợ. Thực trạng trên rất đáng lo ngại về việc doanh nghiệp ẩm ư, không chấp hành theo đúng quy định đóng bảo hiểm xã hội, phía bảo hiểm xã hội thành phố cho biết sẽ sớm áp dụng biện pháp xử lý mới để kịp thời răng đe